Vâng thưa quý vị và bạn, trận đấu với đội tuyển Thái Lan vào ngày mai ngày 16 tháng 1 trên sân Thammasat đương nhiên sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn. Thế nhưng mới đây một cái chia sẻ vô cùng đặc biệt của Rin Calisto trên tờ Zin.vn, một chia sẻ vô cùng tuyệt vời và tôi tin rằng đó là một liều doping, là một luồng động lực rất lớn về mặt tinh thần để giúp cho những cầu thủ Việt Nam chúng ta sẽ thi đấu tốt ở trong trận đấu lượt về này. Vừa qua thì ông huấn luyện viên Calisto, một huấn luyện viên đã từng giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta giành chức vô địch F-Cup vào năm 2008, ông ấy có chia sẻ rằng vừa qua tôi cũng đã chứng kiến đội tuyển Việt Nam hòa với đội tuyển Thái Lan với tỷ số đó là không đều ở trên sân vận động Mỹ Đình. Và tôi biết ở trong trận đấu sắp tới tại Bangkok thì cũng sẽ có rất nhiều những khó khăn vì sẽ có rất đông các cổ động viên họ đến sân để cổ vũ dành cho đội tuyển nước nhà. Ông cho rằng vấn đề đây không nằm ở kỹ chiến thuật của những cầu thủ mà vấn đề quan trọng nhất trong trận đấu đối đầu sắp tới đó chính là tinh thần. Ông có nói rằng ngày xưa thì đội tuyển Việt Nam chỉ thắng được Thái Lan có 2 trận thôi. Nhưng phải nhớ rằng đó là việc trong 5 năm vừa qua thì đội tuyển Việt Nam chỉ có đúng một lần thua Thái Lan mà thôi. Và đó là điều mà đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng. Và các tuyển thủ Việt Nam hiện nay hãy tự tin với năng lực bản thân của mình cũng như là cái kế hoạch của Rupasser đưa ra trong trận đấu vào buổi tối ngày mai. Và nhờ có điều đó thì ông tin rằng là đội tuyển Việt Nam đã có rất nhiều những kết quả tích cực và ông khẳng định rằng trong bóng đá không có gì là không thể cả và mọi thứ đều có thể xảy ra. Bóng đá là một môn thể thao vua và cũng bởi điều đó không gì là không thể. Đôi lúc thì đội bóng mạnh hơn chưa chắc đã là đội bóng giành chiến thắng. Và vừa qua Việt Nam mặc dù có những thời điểm được đánh giá cao hơn, thế nhưng cũng không chiến thắng và ngược lại Thái Lan cũng vậy thôi. Nếu đội tuyển Việt Nam muốn thắng tại Bangkok sắp tới, họ cần phải nhìn vào đúng cái điểm mạnh bản thân của mình. Bên cạnh đó thì phải nhìn được cái điểm yếu của Thái Lan và đặc biệt quan trọng nhất đó chính là không được sợ hãi. Ông có nói rằng trở ngại lớn nhất của mỗi cầu thủ đó chính là nỗi sợ hãi. Và nếu nghi ngờ bản thân của mình hoặc là sợ cầu thủ thứ 12 của đội tuyển Thái Lan đó là các cổ động viên thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được. Và ông tin rằng đó là khởi đầu cho một sự thất bại rồi. Như ông cũng khẳng định hiện nay những cầu thủ Việt Nam đang cực kỳ giỏi và ông đã theo dõi một số những trận đấu vừa qua thì ông đã nhìn thấy những cầu thủ của Việt Nam rất trẻ trung, rất mạnh mẽ, rất kỹ thuật và có ý thức chiến thuật vô cùng tuyệt vời. Ông khẳng định rằng đây là một tập thể được tổ chức cực tốt, cho nên là đội tuyển Việt Nam những cầu thủ không có gì phải sợ cả. Và ông nói rồi, trở ngại lớn nhất dành cho mỗi cầu thủ đó chỉ là nỗi sợ hãi. Một lần nữa ông khẳng định rằng tinh thần là điều rất quan trọng và những lúc khó khăn như thế này sẽ cho ra thấy rằng ai có bản lĩnh thì đội bóng đó sẽ là đội bóng lên ngôi vô địch mà thôi. Ông nói rằng tôi không hiểu quá rõ nhưng từ những gì mà chúng tôi đã thấy, từ bản thân của tôi đã thấy thì những cầu thủ Việt Nam đang có điều này. Họ luôn tin tưởng vào bản thân và có thể giành được chiến thắng trong cuộc đối đầu với đội tuyển Thái Lan. Đó là những gì mà huấn luyện viên Calisto có kết lại trong cuộc đối đầu vào ngày mai, buổi tối ngày 16 tháng 1 trong trận chung kết lượt về trên sân Thammasat. Và như vừa qua được biết thì chính huấn luyện viên Calisto có nói rằng chúng ta cần phải nhìn lại được cái điểm mạnh của mình và nhìn được cái điểm yếu của đội tuyển Thái Lan là gì. Vậy thì đội tuyển Việt Nam chúng ta hiện nay có những điểm mạnh, điểm yếu như thế nào? Thì cụ thể mới đây chính tờ báo của Thái Lan họ đã đưa ra rất nhiều thông tin này. Trận chung kết lượt đi của kỳ F-Cup 2022 thì tờ Kompasila của Indonesia đánh giá rằng Việt Nam và Thái Lan là hai đội bóng mạnh ngang nhau. Và đội tuyển Việt Nam với tư cách là đội chủ nhà đã chơi áp đảo ở trong hiệp 1. Thế nhưng đội tuyển Thái Lan thì họ lại chơi hay hơn ở trong hiệp 2. Và cuối cùng thì trận đấu cũng đã kết thúc với tỷ số hòa. Đội tuyển Thái Lan đã có một chút lợi thế vì họ đã ghi được 2 bàn thắng ở trận sân khách. Tuy nhiên thì báo chí của Thái Lan hiện nay cho rằng việc có lợi thế bàn thắng sân khách và trận đấu lượt về được thi đấu ở sân nhà với một lượng cổ động viên cực lớn đến từ nước nhà thì họ hoàn toàn tin rằng là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều dành cho đội tuyển Thái Lan. Một số trang tin của Thái Lan lại chỉ ra rằng là trong trận đấu lượt đi có thể thấy rằng điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam đó chính là lối chơi tấn công và chơi bằng sự tự tin chứ không hề e ngại một chút nào. Và đó là lý do đội tuyển Việt Nam đã gây ra không ít những khó khăn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Poking. Và trên hàng công của đội tuyển Việt Nam thì cũng có Tiến Linh là cầu thủ săn bàn tốt, đang chơi vô cùng hiệu quả. Và mới đây tờ Sport News của Thái Lan đặt ra một câu hỏi: sẽ thế nào nếu như đội tuyển Việt Nam họ ghi được bàn trong trận đấu lượt về? Như vậy thì họ sẽ tiếp tục gây ra một sức ép cực lớn dành cho đội tuyển Thái Lan. Và trang báo này cũng cho rằng hai đội tuyển đá chung kết của kỳ AFCUP 2022 đang có sức mạnh ngang nhau, cho nên bất kỳ khả năng nào cũng có thể xảy ra. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là trong trận chung kết lượt về, điều quan trọng là đội bóng nào sắc bén hơn và đội nào bản lĩnh hơn
và mắc ít sai lầm hơn thì đội bóng đó sẽ chiến thắng thôi. Và quả thực tôi nghĩ rằng quá chính xác, hiện nay rõ ràng hai đội bóng đang quá cân sức. Về mặt trình độ chuyên môn thì tôi nghĩ rằng cũng không có vấn đề gì chênh lệch quá lớn cả. Vừa qua Quang Hải cũng đã phải thừa nhận rằng là có những thời điểm mà đội tuyển Việt Nam chúng ta đã mất đi những sự tập trung, và chính cái sự mất tập trung đó đã khiến cho chúng ta phải trả giá. Và cũng đúng như những gì mà ông Canisto có chia sẻ, hiện nay thì cầu thủ Việt Nam cái điều quan trọng nhất đó chính là chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ hãi, vượt qua được áp lực về mặt tinh thần của chính cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Và ông tin rằng đội tuyển Việt Nam hiện nay chúng ta đang có cái điều đó. Đội tuyển Việt Nam hiện nay đang là một tập thể đoàn kết, tự tin, rất vững mạnh và hoàn toàn có thể chiến đấu một cách sòng phẳng nhất với người Thái Lan, mặc dù chúng ta phải thi đấu ở trên sân khách. Vì vậy mà tôi mới nói rằng là thực tế hiện nay mọi thứ chúng ta đã chuẩn bị kỹ rồi, đối thủ cũng như vậy thôi. Điểm mạnh hay điểm yếu như thế nào tất cả các huấn viên họ cũng đã nhìn ra. Nhưng thực sự một điều quan trọng nhất đó chính là tinh thần. Bất kể một đội bóng nào nếu họ không có đủ bản lĩnh và mắc những sai lầm thì đương nhiên sẽ thua. Và ngay cả Thái Lan cũng thế thôi. Báo chí của họ cũng đã nói và thông tin bản tin trước chúng tôi cũng đã chia sẻ. Việc chính Thái Lan hiện nay đang có được cái lợi thế sân nhà, tôi nghĩ rằng chưa chắc đó là một lợi thế đâu. Mà thực tế nếu như đội tuyển Việt Nam chúng ta thi đấu bình tĩnh, bản lĩnh và chúng ta chưa tấn công một cách áp đảo giống như những gì mà chúng ta đã làm trong trận đấu lượt đi, thì chính áp lực đó lại sẽ dội ngược trở lại vào chính đội tuyển Thái Lan, nơi mà họ tưởng rằng đang có lợi thế, đó là sân nhà. Đương nhiên hiện nay truyền thông của hai nước thì cũng đang rất cố gắng làm mọi cách để mang đến những lợi thế về mặt tâm lý dành cho những cầu thủ của mình, dành cho ban huấn luyện của mình. Đó là điều hết sức bình thường thôi. Và tôi cũng hy vọng rằng là với những động viên, những động lực tinh thần mà chúng ta, các cổ động viên, rồi báo chí Việt Nam dành cho các đội tuyển, thì điều quan trọng nhất hiện nay đó chính là việc tự tin chúng ta triển khai về lối chơi. Khi mà hai đối thủ ngang bằng nhau ở một tầm đẳng cấp cao nhất, hai đội bóng hàng đầu tại Đông Nam Á hiện nay có cuộc so tài, thì đúng thực sự điều quan trọng nhất đó là phải giữ được sự vững tin, đôi chân là phải thực sự thanh thoát và phải tin vào cái khả năng của mình. Bởi nếu chúng ta cảm thấy sợ hãi, nếu chúng ta cảm thấy không đủ sự tự tin thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể đá được. Và đã không đá được rồi, đôi chân mà đã run rẩy rồi thì không bao giờ đá được đâu. Và tôi tin rằng giống như gì ông Calisto có chia sẻ, ông ấy nói rằng theo dõi rất nhiều thời gian vừa qua những cầu thủ Việt Nam, thì ông tin rằng những cầu thủ Việt Nam chúng ta có đầy đủ những phẩm chất tốt nhất để chúng ta có thể chiến thắng trước người Thái Lan. Đó là sự bản lĩnh, lì lợm, tự tin, trình độ, kỹ thuật và chuyên môn. Đặc biệt là chúng ta tuân thủ đấu pháp cực tốt khi mà ông Pauser đưa ra một phương án nào đó. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có một trận đấu hay trước Thái Lan, và tôi cũng tin tưởng vào một chiến thắng có lẽ rằng sẽ là 1-0 dành cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về tại kỳ AFF Cup 2022. Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tuấn Lá một like, một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuấn Lá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.